Làm nghệ thuật, sáng tạo là làm cái gì? Con đường phát triển sự nghiệp của những công việc mang tính chất sáng tạo sẽ ra sao? Tất cả đã có trong Người Trong Môn Nghề, ngành sáng tạo nghệ thuật có gì? Xin chào, các bạn đang lắng nghe Spiderum và đây là bài viết Những hiểu lầm thường hay gặp về rắn từ tác giả Creature Lovers và mình như thường lệ là Andy. Lưu ý là bài viết này không mong và sẽ không tiếp nhận những câu chuyện mang tính chất ông hàng xóm kể, ông chú kể, bà bán xôi đầu ngõ kể, lên wiki mà xem đi và những thứ đại loại như vậy. Việt Nam ta là một trong những quốc gia có hệ sinh thái rất đa dạng, có số lượng động thực vật rất lớn, trong đó sự đa dạng của các loài bò sát lưỡng cư không thể không kể đến. Chính vì sự đa dạng đó, con người rất dễ đụng độ các loài bò sát lưỡng cư và một trong số đó chính là rắn, nhóm sinh vật huyền bí mà khi nghe đến thì người ta chỉ nghĩ ngay đến một từ chết chóc và truyền tay nhau đủ thứ truyền thuyết cũng như những câu chuyện bí ẩn về tụi nó. Thậm chí có một số lượng lớn những câu chuyện đấy được lấy làm cốt lõi cho những bài báo giật tít câu view. Vậy thì hôm nay chúng ta hãy cùng điểm qua một số những cái myth đấy và giải mã chúng nhé. Mình sẽ cố gắng vận dụng tất cả những gì mình biết và có thể tìm hiểu được để giải mã những điều trên. Trước hết phải xem rắn là cái con chi chi đã. Rắn là tên gọi chung của những loài động vật thuộc phân bộ rắn Serpentes trong lớp bò sát Reptilia. Chúng là những loài bò sát ăn thịt hoàn toàn chứ chẳng con nào ăn chay đâu. Không có chân, thân dài, mí mắt tiến hóa thành một chiếc vảy trong suốt bao bọc mắt hay còn gọi là ocular scale và không có tai ngoài. Ok, xong định nghĩa, vậy thì hãy đến với myth thứ nhất. Đã là rắn thì chắc chắn có độc, cấm cãi. Các cụ hay bảo con cháu như vậy, ý là để tránh mấy đứa nhỏ nghịch rắn, vì không phải người dân nào cũng có thể phân biệt được con rắn nào độc, con rắn nào không độc, nên tránh cho nó lành, chứ sự thật thì không phải như cái tiêu đề đâu. Vậy sự thật là thế nào nhỉ? Có hơn 3.000 loài rắn trên trái đất đã được phát hiện, trong đó chỉ có 600 loài là có khả năng gây nguy hiểm, và trong 600 loài ấy, chỉ có 200 loài là có khả năng gây tử vong với tỷ lệ cao. Ở Việt Nam thì sao nhỉ? Trong hơn 200 loài rắn đã được công nhận ở Việt Nam, chỉ có khoảng 1/3, tức là từ 60 loài đến 70 loài rắn độc. Trong đó có cả những loài độc rất nhẹ, chỉ gây sưng tấy và có cả những loài one hit, one kill, một phát đi luôn. Ngoài 60 đến 70 loài đã nói ở trên, còn lại đều không có độc. Con rắn nào màu càng sặc sỡ, càng loè loẹt như BPA thì càng độc. Cái truyền thuyết này thì không hẳn chỉ xuất phát từ Việt Nam. Một trong những nguồn góp phần tạo nên chính là cách nhận biết nấm độc trong rừng từ những nguồn sách dạy sinh tồn và khoa học. Từ đó không biết ai đã mang cách này để áp dụng đặt lên tụi rắn và lan truyền nó rất mạnh mẽ. Có lẽ một phần là do truyền thông, đến nỗi bây giờ cả Tây cả ta đều tin sái cổ vào cái myth này. Vậy thì cái vụ càng sặc sỡ càng độc có thật hay không? Có, chắc chắn là có. Các bạn có thể từng nghe qua ếch phi tiêu độc thuộc họ ếch phi tiêu Dendrobatidae ở Nam Mỹ. Chúng có màu sắc rất sặc sỡ để cảnh báo kẻ thù rằng lũ này có độc nha, ngon thì nhào vô. Hay những cây nấm độc có màu sắc bắt mắt với tín hiệu tương tự. Nhưng đáng tiếc thay quy luật này không đúng lắm ở rắn. Mình dùng cụm từ không đúng lắm ở đây, tức là phần nhiều tụi rắn không tuân theo quy luật này. Có loài có loài không. Nếu như áp dụng quy luật này để đi vào rừng thì mình nghĩ rằng có khả năng rất lớn là các bạn sẽ khó lòng mà trở ra vì những loài rắn có độc ở Việt Nam nói riêng và trên thế giới nói chung. Màu nó rất là nhạt nhòa để ngụy trang tránh bị phát hiện. Rắn hổ mang có màu nâu đất. Vâng, chúng có độc. Rắn mamba đen có màu nâu xám. Vâng, chúng vẫn có độc. Rắn đuôi chuông có màu xám đất. Chỉ có cái là có nhiều hoa văn thôi chứ màu mè thì chán lắm. Và vâng, chúng có độc. Rắn Thái Ban nội địa có màu nâu đen. Rắn nâu phương Đông có màu vàng sẫm hoặc nâu. Và vâng, chúng có độc. Mà cũng phải nói một tí chứ có những loài rắn có độc nhưng màu cũng sặc sỡ đấy thôi. Như rắn lục cây màu xanh lè này, hay rắn lục bụi cây châu Phi, xanh đỏ tím vàng gì cũng có. Chúng có độc và vẫn có màu sắc sặc sỡ đấy thôi. Nhưng chúng ta không thể suy ngược lại rằng những con màu sặc sỡ đều là rắn độc. Rắn lục là những con có màu lục, và con nào có màu lục thì đích thị là rắn lục. Nói sao nhỉ? Cái này thuộc về khía cạnh ngôn ngữ của người Việt Nam ta. Cụm từ rắn lục vốn dùng để chỉ những con rắn có màu lục theo nghĩa đen, trong đó bao gồm cả những con rắn lục thuộc họ rắn lục, Viperidae và những con rắn thuộc họ rắn nước là Colubridae. Nhưng sau này khi nghiên cứu kỹ hơn, cái tên rắn lục được dùng để gọi tên những loài rắn thuộc họ Viperidae. Lý do tại sao đặt cái tên đó thì là vì rồng rắn có nhiều loài nhất và chạm trán người thuộc hạng top đầu trong họ rắn lục ở nước ta là rồng rắn lục cây Chimera-Sheroth, tiêu biểu là rắn lục đuôi đỏ, và chúng nó thực sự có màu xanh lục để ngụy trang vì chúng nó sống ở trên cây. Tuy nhiên, họ rắn lục ở Việt Nam đâu phải chỉ có màu xanh lục, tụi nó còn có màu nâu như là tràm quạt, hay còn gọi là rắn lục nưa, rắn lục cườm, rắn lục núi, rắn lục hòn sơn, vân vân. Màu xám như là rắn lục sừng, rắn lục mũi hếch, màu giống như thảm rêu, kiểu vàng vàng xanh xanh đen đen ấy như là rắn lục Jordan, màu xanh xanh xám xám như là rắn lục Trường Sơn, hoặc là màu đen đầu trắng có vằn da cam bóng chúa là rắn lục đầu trắng, rắn lục đầu bạc, vân vân. Còn trên thế giới, tụi rắn lục này phát triển đủ màu đỏ, cam, vàng, lục lam, tràm, tím. Có một sự thật rất thú vị chính là số lượng những loài rắn nước ở Việt Nam có màu xanh lục ở hiện tại còn nhiều hơn cả số lượng những con rắn lục thực sự có màu xanh lục. Thế nên tốt nhất là cứ mặc định rằng những con rắn có màu lục chưa chắc đã là rắn lục, còn những con rắn không có màu lục thì chưa chắc không phải là rắn lục. Cứ thấy đầu tam giác, đồng tử dọc, thân ngắn và hơi mập thì né ra ngay nhé. Rắn nước thì phải sống dưới nước. Cái này thì lại là một vấn đề ngôn ngữ nữa. Trước đây các cụ thường gọi chung những loài rắn sống dưới nước hoặc hay gặp ở những khu vực gần nước mà dưới thôn quê hay thấy là rắn nước, ví dụ như rắn di voi, rắn di cá, rắn bù lịch, rắn di cóc, vân vân. Và thậm chí có một con rắn tên là rắn nước Hà Nội, Foli flavibantatus, hay tên địa phương có thể là hoa cỏ, hổ lửa, vân vân. Và sau này khi khoa học du nhập vào Việt Nam, những loài trên được phân loại và nói ra rằng chúng có quan hệ với nhau, cùng thuộc hoặc đã từng thuộc một họ, nên người ta gọi đó là họ rắn nước. Nhưng trong thực tế, những loài trong họ đấy, có loài sống hầu như cả đời ở trên cây, có loài thì sống ở trên cạn, và cũng có loài chui nhủi dưới lòng đất hết cả quãng đời, chứ không chỉ sống dưới nước hoặc gần nước. Thế nên đừng nghĩ là tất cả những loài rắn nước đều sống dưới nước nhé. Rắn nước không có nọc độc, nên bị cắn thì đừng có lo. Ở nước ta thì có khá khá những loài rắn có nọc độc, từ rắn roi đến rắn mắt mèo, từ rắn hoa cỏ cho đến rắn bồng, rắn bù lịch, vân vân. Nhưng đặc điểm chung của những con rắn nước mà ở đây theo đúng thuật ngữ, rắn nước ám chỉ những loài thuộc họ rắn nước Colubridae và những họ rắn đã từng được xếp vào hàng phân họ của họ Colubridae, có nọc độc ở nước ta đều có kiểu móc độc sau. Đó là nanh sau, rear fang, orbitoglypha. Kiểu nanh này chỉ có thể thực hiện tiêm nọc khi con rắn cắn thật sâu và nhai ngấu nghiến con mồi hoặc kẻ thù trong thời gian vài giây, thế nên tỷ lệ người bị tiêm nọc rất thấp và vì vậy người ta cứ mặc định rằng rắn nước là không có độc. Rắn thích mùi sữa mẹ. Oh no, cái này là một cái fake news rất là hoang đường, được chia sẻ rầm rộ bởi các bà, các cô, các chị thích câu view, câu like, chẳng biết mục đích là gì. Rắn là một loài bò sát. Chúng không lớn lên bằng sữa mẹ, cho nên không bao giờ có vụ rắn thèm sữa mẹ hết. Sữa mẹ không có mùi giống sữa chuột và con rắn biết điều đó, vì chúng có thể đánh hơi bằng cơ quan Jacobson rất nhạy ở trong mũi. Mùi hormone tiết ra từ cơ thể người mẹ sẽ không giống mùi hormone của con chuột và con rắn biết điều ấy. Cơ quan Jacobson của rắn cho phép chúng đánh hơi được cả mùi hương lẫn hormone. Vậy vì sao người ta hay tìm thấy rắn bên cạnh bà bầu và trong nhà người dân? Rắn là một loài bò sát và chúng có cơ thể biến nhiệt. Vì vậy, chúng rất thích những nơi ấm áp, mà khi bà bầu sinh nở thì người nhà sẽ cho các mẹ nằm trong những căn phòng kín gió, ấm áp để giữ cho mẹ và bé không bị lạnh, trang bị thêm một đống chăn bông để giữ nhiệt nữa, cho nên căn phòng đấy có thể xem là một địa điểm lý tưởng về nhiệt độ cho rắn nằm sưởi. Vậy thôi. Con nưa và hoàng xà. Đối với những ai nghiên cứu, tìm hiểu hay thậm chí là chỉ thích tìm hiểu sâu về rắn thôi, cũng đã từng một lần đau đầu với hai chủ đề này. Nưa là một loài bò sát có hình dạng bên ngoài rất giống con trăn nhưng lại có nọc độc nguy hiểm. Nưa có hai sợi râu dài, trong đó có chất sệt sệt màu trắng giống như mù cóc, rất độc. Nưa thường phun chất độc từ hai chiếc râu này để giết con mồi và tự vệ. Nưa thường trú trong bọng cây tại những vùng rừng ẩm ướt. Còn các loại trăn lại thường sống trong hốc đá hoặc đào hang trú ẩn. Tiết và mật trăn đều không độc nhưng tiết và mật nưa lại tuyệt đối không được ăn. Trên đây là trích đoạn của một bài báo từ trang báo mới và rất nhiều bài báo khác cũng có nội dung tương tự. Từ đó nó làm người ta hoang mang. Theo như mình hỏi những người tin vào sinh vật huyền bí này, đa phần họ đều trích dẫn Wikipedia, một bài về con nưa với một cái tên mỹ miều khác, rắn hổ bướm, hay rắn lục Russell, một loài rắn lục chỉ quanh quẩn ở Ấn Độ, Bangladesh và một số vùng Nam Á, Tây Á, chứ không hề hiện diện ở Việt Nam và vùng lân cận. Có một loài khác có họ hàng gần với con hổ bướm kia, đó chính là rắn lục Russell Siam. Tụi này phân bố ở Thái Lan, Trung Quốc nhưng tuyệt nhiên không phân bố ở Việt Nam. Điều đáng nói là cho dù trang wiki về con rắn lục Russell được lấy ra làm bằng chứng thì mọi hình ảnh trong những bài báo và những tin đồn được lan truyền lại là hình ảnh của chăn gấm, chăn đất hay chằn cộc, một loài thậm chí cũng chẳng phân bố ở Việt Nam. Loài này được đặt tên tiếng Việt và ghi nhận phân bố ở Việt Nam nhưng lại gây ra lùm xùm trong giới khoa học mà không tiện để nói ở đây. Nhưng tất cả bọn chúng đều không có nọc độc và cũng không tiết ra độc từ da thịt như các nguồn tin giao. Ở nước ta, loài rắn duy nhất có thể tiết nọc độc từ da đó là rắn học trò. Với một đống những nguồn tin thiếu bất nhất, rất nhiều loài rắn không liên quan đã bị vô số người dân thanh trừng vì nghĩ là con nưa có độc, tiêu biểu là loài chăn gấm. Tương tự, vụ hoàng xà cũng là một tin câu view. Trong rất nhiều ảnh về hoàng xà trôi nổi trên Internet, có những ảnh người ta bắt một con cá trình về rồi đập đầu nó bẹp dí để tạo mẫu giả. Cũng có những ảnh người ta bắt những con trình bị dị tật bẩm sinh, bị biến dạng phần hộp sọ để chụp ảnh, quay clip đăng lên mạng xã hội để tìm kiếm sự nổi tiếng. Hoàng xà được định nghĩa là một loài rắn độc trông giống con lươn, thịt có độc và cũng có thể cắn chết người. Nghe quen quen, có vẻ giống con ở trên kia, nhưng mà trong hình thì rõ ràng đấy là một con vật thuộc nhóm cá vì chúng có vây và da trơn, con rắn thì không hề có vây và da cũng không hề trơn thì có nhớt. Vậy thì vì sao người ta ngộ độc khi ăn những con vật trên kia? Đơn giản, 4 từ ngộ độc thực phẩm. Về con nưa, loài rắn mà người ta hay nghĩ là con nưa chính là chăn gấm, mà chăn gấm hay bất cứ một loài rắn hoang dã nào, trong cơ thể của chúng chứa rất nhiều giun sán và ký sinh trùng, từ trong thịt đến trong máu, trong da. Mình từng mổ chăn và phát hoảng khi thấy mấy con giun dưới da chăn. Chúng rất dễ dàng thâm nhập vào cơ thể người qua đường tiêu hóa, cụ thể là hành động uống tiết sống để tráng dương bổ thận, cuối cùng lại thành chúng thương nhập viện. Còn về con hoàng xà thì sao? Chưa có một ghi nhận chính thức nào về việc ăn thịt hoàng xà trúng độc. Tin đồn ấy đi xa nhất cũng chỉ được lên những tờ báo lá cải, không chính thống. Còn nếu như nó bước chân lên được những tờ báo chính thống thì lập tức sẽ có dấu hỏi chấm ở cuối bài. Tức là tin chưa được xác thực hoặc có nguyên một phần giải đáp và bác bỏ của các chuyên gia được học hành có bằng cấp đàng hoàng, chứ không phải chuyên gia Facebook. Tốt nhất trong thời đại mà công nghệ phát triển, tin giả tràn lan, chúng ta nên chắt lọc và bỏ vào đầu những thông tin từ những nguồn chính thống, có căn cứ khoa học rõ ràng, đừng vội tin những tin tức trôi nổi, tiếp tay cho người xấu trục lợi và hơn hết, khi tranh luận đừng mang ông hàng xóm ra làm bia đỡ đạn. Hy vọng bài viết này có thể giải ngố và thỏa mãn được những thắc mắc cũng như sự hiếu kỳ trong lòng các bạn về dòng giống không chân này. Nếu có thắc mắc, hãy đặt câu hỏi ở bên dưới nhé. Và chú ý ngôn từ vì mình sẽ không rep những bình luận có tính công kích cá nhân. Ngoài mấy cái fact về rắn ra thì nếu như được khuyên bất cứ một ai về cách đối phó với tụi rắn thì mình chỉ có thể tóm gọn lại trong 3 câu. Thấy rắn thì né xa ra, bị cắn thì đi vào viện và học cách sơ cứu đi. Chúc các bạn bình an.